Sáng ngày hôm nay 29 tháng 3, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố nghị định quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2021. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cũng trong sáng nay, thành phố Đà Nẵng cũng nhận quyết định về chủ trương đầu tư về dự án Bến Cảng Liên Chiểu, chủ trương cho phép nghiên cứu đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Đây là những quyết định quan trọng tạo động lực để thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong thời gian tới.